Nếu bạn đang đau đầu vì vio lông, thì máy triệt lông Forgel Pit Hair Gel Morva sẽ là một vị cứu tinh khá hiệu quả đó. Với công nghệ hiện đại, Forgel Pit Hair Gel Morva giúp giải quyết các vấn đề về triệt lông một cách hiệu quả, nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Sản phẩm này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí khi không phải đi spa mà vẫn loại bỏ được vio lông hiệu quả. Vậy máy triệt lông Forgel Pit Hair Gel Morva này có thực sự đáng mua hay không? Cùng mình tìm hiểu thông qua bản tin này nhé! 1. Thương hiệu. Forgel là một thương hiệu đến từ Thụy Điển. Nó đã không còn xa lạ gì với các chị em phụ nữ qua các dòng máy rửa mặt hot hit của hãng này như máy rửa mặt Forgel Luna hay máy đắp mặt nạ. Forgel là hãng tiên phong trong công nghệ máy rửa mặt, các dòng máy chăm sóc da và chăm sóc nha khoa. Được thành lập từ năm 2013, Forgel đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường với các sản phẩm chất lượng và luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thích của người sử dụng. Tính đến nay, Forgel đã có mặt ở hầu hết các châu lục từ U sang Á, các nước Mỹ Latin, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. 2. Thiết kế. Toàn bộ phần thân máy được bọc bằng silicone màu hồng nữ tính, giúp cho việc cầm nắm rất chắc tay, đem đến cảm giác mềm mại, dễ chịu khi sử dụng. Xét về tổng thể, máy có độ hoàn thiện rất cao, cảm giác sang trọng và quý phái. Ở phiên bản Forgel Pit Hair có thêm một đầu bọc silicone xung quanh đầu tiếp xúc với da, giúp bảo vệ phần đầu phát tia sáng, tránh trường hợp rơi vỡ bị hỏng và không thể thay thế được. Phần đầu silicone này sẽ áp trực tiếp vào da mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu hơn khi sử dụng, giúp giữ kín cho vùng cần triệt, giảm các tia sáng phát ra bên ngoài khu vực triệt lông gây ảnh hưởng không tốt cho mắt nếu không may nhìn vào. Sản phẩm có đi kèm với sách hướng dẫn sử dụng, một kính bảo vệ mắt, bộ sạc bao gồm hai cái hai chấu và một cái ba chấu. Lỗ cắm nguồn được đặt phần đỉnh của máy, Forgel Pit sử dụng nguồn điện trực tiếp chứ không dùng pin sạc. 3. Công dụng, loại bỏ lông ở các vùng da, nách, chân, tay, ria mép, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. 4. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Máy sở hữu 5 tần số triệt lông, giúp loại bỏ được lông ở nhiều vùng da khác nhau trên cơ thể. Giúp triệt lông ở các vùng da khác nhau như lông nách, lông chân, lông tay, lông bi, ria mép một cách an toàn, không gây đau rát. Sử dụng công nghệ IPL, triệt lông bằng ánh sáng cho hiệu quả nhanh hơn và hiệu quả hơn. Máy có diện tích chiếu tia là 4.2m², có thể triệt lông ở một vùng rộng lớn. Số lượng lông mọc lại giảm và màu lông cũng nhạt hơn sau khoảng một vài lần sử dụng. Hiệu suất đèn cảm biến cao với 300.000 lần bắn, mang lại hiệu quả triệt lông cao hơn. Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm và dễ dàng sử dụng. Thân máy được làm từ chất liệu silicone cao cấp, độ đàn hồi cao, chịu được va đập khi rơi vỡ. Nhược điểm, có nhiều vùng da chúng ta không thể tự làm như lưng. Hơi mất thời gian một chút, khoảng 40 phút mỗi lần triệt. Bóng đèn dễ vỡ vì vậy phải thật cẩn thận khi dùng. Không có cửa hàng chính hãng ở Việt Nam, vì vậy bạn sẽ phải gửi đi xa để bảo hành. Nhưng ít nhất vẫn được bảo hành, còn các hãng khác hư là phải mua thay mới. Da sẽ rất khô khi triệt nên bạn cần phải chăm sóc nhiều. 5. Trải nghiệm của bản thân. Đối với vùng ria mép, vì phần đầu của sản phẩm khá to nên sẽ hơi khó di chuyển để tiếp xúc với phần da vùng ria mép. Phần da vùng này khá mỏng và nhạy cảm nên các bạn để mức thấp thôi nhé, tầm mức 2 là phù hợp. Sau khoảng 2 tuần sử dụng, mình thấy lông vẫn còn nhưng đã mỏng đi và không mọc trở lại mấy nữa. Nếu bạn kiên trì sử dụng thêm chắc sẽ hết lông luôn ý. Đối với vùng da cơ thể và nách, theo mình thì đối vùng nhiều lông như nách hay tay chân các bạn cứ để mức 5 để máy đạt hiệu quả nhanh nhé. Mình đã sử dụng qua rồi thì thấy nó không bị châm chích nhiều hay quá khó chịu. Đối với vùng bikini, đây là vùng khá tế nhị, bước làm sạch khá khó khăn và lông ở vùng này cũng khá rậm và cứng nên đối với vùng này các bạn cứ chịu khó cạo sạch nhé. Nếu chịu khó triệt nhiều lần hơn các vùng khác thì sẽ ổn thôi, nên để mức 2 là ok nè. 6. Các câu hỏi thường gặp. Giá của sản phẩm này là bao nhiêu? Bạn có thể mua sản phẩm này với giá khoảng 5 triệu đồng nhé. Sản phẩm này mua ở đâu? Bạn có thể mua sản phẩm này ngay tại link dưới video nhé. Hy vọng rằng với những thông tin trên, các bạn đã có cái nhìn toàn diện hơn về máy triệt lông Forgel và hiệu quả sử dụng của nó. Nếu bạn có ý định triệt lông thì đây là sản phẩm rất đáng để thử. Nếu so với chi phí triệt lông ở spa thì sử dụng em này tiết kiệm hơn nhiều. Vì vậy hãy mau mang một em về nhà đi nè.